trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nhằm chung tay góp phần cùng xã hội trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Chiều ngày 15 tháng 5, Đại Đức Thích Bảo Ân, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình, trụ trì Chùa Phước Ấm, xã Bình Triều huyện Thăng Bình cùng đạo hữu Phật tử của bốn tự đã đến các khu cách ly tập trung để trao quà, nhu yếu phẩm cho lực lượng làm công tác phòng chống dịch Covid-19 và bà con trong khu cách ly trạm y tế xã Bình Đào, trường tiểu học Lương Thế Vinh, thị trấn Hà Lam, huyện Thân Bình, trạm kiểm dịch xã Tâm Thanh, thành phố Tâm Kỳ và chốt kiểm dịch ở km 41, trạm thu phí Hà Lam đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi là các điểm mà đoàn chùa Phước Ấm đã đến thăm và trao quà. Tại mỗi điểm đến, Đại đất Thích Bảo Ân thay mặt đoàn thăm hỏi, động viên, đại diện các chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ các ban ngành làm công tác quản lý phòng chống dịch. Sau khi thăm hỏi, đoàn đã trao gửi hỗ trợ các nhu yếu phẩm, nước uống, đóng chai, mì tôm, khẩu trang, chanh đường và dung dịch sát khuẩn. Tổng kinh phí trong chuyến hỗ trợ này là 15 triệu đồng. Ban quản lý các khu cách ly tập trung và chốt kiểm soát đã đón nhận có lời chân thành cảm ơn và hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời sẽ phân phát các nhu yếu phẩm của đoàn đến từng người để mọi người cùng được thọ nhận niềm đồng viên chia sẻ yêu thương này. Được biết đây là sự chia sẻ từ nguồn kinh phí của chư vị ân nhân đạo hữu phật tử chùa phất ấm cho việc làm thiện nguyện dâng lên kính mừng đại lễ phật đản phật lịch 2565 theo tinh thần di huấn của đức bổn sư thích ca mâu ni phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư phật